Tại buổi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã tập trung trả lời 3 nhóm vấn đề chính. 1. Gỡ thẻ vàng IUU. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề cập đến việc giải quyết vấn đề thẻ vàng IUU, Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, một thách thức lớn đối với ngành thủy sản. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển. Ông cảnh báo rằng nếu chỉ gỡ thẻ vàng IUU mà không đảm bảo tính bền vững, Việt Nam có thể phải đối mặt với những hạn chế khác. Ông đưa ra ví dụ của Philippines và Thái Lan với cấu trúc ngành hàng bền chặt hơn, đồng thời nhấn mạnh việc đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU trong lần đánh giá thứ tư của Ủy ban châu Âu vào tháng 10 năm 2023. 2. Giữ đất lúa và xuất khẩu gạo. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề cập đến thách thức trong việc giữ đất lúa và đảm bảo an ninh lương thực xuất khẩu gạo. Ông nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ diện tích đất lúa và thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh đảm bảo an ninh lương thực của quốc gia. 3. Xây dựng thương hiệu nông sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng việc phát triển thương hiệu sẽ giúp tăng giá trị gia tăng cho nông sản, đồng thời giúp thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao uy tín quốc tế của nông sản Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cam kết sẽ thúc đẩy giải pháp hữu hiệu để giải quyết những thách thức này và đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp trong tương lai. Vấn đề thủy sản Biển Đông và chuyển đổi nghề bền vững. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã thêm thông tin về tình hình thủy sản Biển Đông. Thống kê cho thấy, trữ lượng thủy sản ở Biển Đông khoảng 3,9 triệu tấn. Hiện, việc khai thác hàng năm đã đạt 3,6 triệu tấn, tiệm cận giới hạn. Với tình hình này, nuôi trồng thủy sản trở thành giải pháp gần như không thể thiếu để giảm áp lực khai thác. Những biện pháp quyết liệt đã được áp dụng bởi một số quốc gia như Philippines và Thái Lan, bao gồm cả việc đánh đắm tàu vi phạm quy định. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hơn 60% vi phạm tại các địa phương vẫn chưa được xử lý. Bộ trưởng cam kết sẽ chuyển danh sách này đến Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo sự răn đe và thúc đẩy sự thay đổi cần thiết. Vướng mắc trong nuôi biển và giải pháp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cam kết sẽ tiếp tục rà soát và điều chỉnh các vướng mắc còn tồn tại trong việc nuôi thủy sản biển. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào ngành này. Trong việc giám sát tàu cá, ông thừa nhận rằng có hiện tượng tàu cá trên 15 mét không trở về cảng ở địa phương sau khi hoàn thành đợt đánh bắt. Điều này thường xảy ra khi đàn cá di chuyển xa vùng khơi hoặc vào vùng biển lộng. Hiện tại, công nghệ số vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này. Chuyển đổi nghề và bảo vệ môi trường. Đại biểu Nguyễn Văn Huy đã đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết bộ đã có kế hoạch về chuyển đổi nghề, nhưng kế hoạch này đang đối mặt với sự chậm trễ và chưa đủ rõ ràng. Ông nhấn mạnh việc cần phải tạo cú hích mạnh mẽ hơn để thúc đẩy mục tiêu giảm khai thác và tăng cường nuôi trồng thủy sản bền vững. Chuyển đổi nghề bền vững và bảo vệ đất lúa quốc gia. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thông tin về kế hoạch chuyển đổi nghề và bảo vệ đất lúa trong tương lai. Bộ sẽ tiếp tục thực hiện việc xem xét và đối thoại với cư dân liên quan để tạo ra các phương án cụ thể và khả thi. Các phương án có thể bao gồm duy trì hoạt động nuôi biển, nuôi trồng cạn hoặc ven bờ với cường độ môi trường đảm bảo, hoặc chuyển đổi sang các ngành nghề khác như du lịch biển hoặc công nghiệp. Đề xuất về quản lý đất lúa. Đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ trưởng làm rõ quy hoạch và vị trí khu vực đất lúa để đảm bảo không chuyển đổi sang mục đích khác. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm canh tác, cải tạo đất, tăng sản lượng thực phẩm và đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam. Giữ gìn đất lúa quốc gia. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc giữ gìn quỹ đất lúa quốc gia. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các hệ lụy về sản lượng lúa, người nông dân, doanh nghiệp và chuỗi ngành hàng có thể ảnh hưởng phức tạp. Bộ trưởng cũng nêu rõ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đã đưa ra chỉ đạo cụ thể trong trường hợp mất an ninh lương thực. Thái độ bình tĩnh và giải pháp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tất cả các bên liên quan cần giữ thái độ bình tĩnh và sẵn sàng cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Sự hợp tác là cần thiết để giải quyết mọi vấn đề, vì mọi tình huống đều có thể có giải pháp thích hợp nếu tất cả mọi người đều cùng nhau đóng góp ý kiến và làm việc với nhau. Chuyển đổi nghề bền vững và bảo vệ đất lúa quốc gia. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thông tin về kế hoạch chuyển đổi nghề và bảo vệ đất lúa trong tương lai. Bộ sẽ tiếp tục thực hiện việc xem xét và đối thoại với cư dân liên quan để tạo ra các phương án cụ thể và khả thi. Các phương án có thể bao gồm duy trì hoạt động nuôi biển, nuôi trồng cạn hoặc ven bờ với cường độ môi trường đảm bảo, hoặc chuyển đổi sang các ngành nghề khác như du lịch biển hoặc công nghiệp. Đề xuất về quản lý đất lúa. Đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ trưởng làm rõ quy hoạch và vị trí khu vực đất lúa để đảm bảo không chuyển đổi sang mục đích khác. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm canh tác, cải tạo đất, tăng sản lượng thực phẩm và đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam. Giữ gìn đất lúa quốc gia. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc giữ gìn quỹ đất lúa quốc gia. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các hệ lụy về sản lượng lúa, người nông dân, doanh nghiệp và chuỗi ngành hàng có thể ảnh hưởng phức tạp. Bộ trưởng cũng nêu rõ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đã đưa ra chỉ đạo cụ thể trong trường hợp mất an ninh lương thực. Thái độ bình tĩnh và giải pháp.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tất cả các bên liên quan cần giữ thái độ bình tĩnh và sẵn sàng cùng nhau tìm kiếm giải pháp. Sự hợp tác là cần thiết để giải quyết mọi vấn đề, vì mọi tình huống đều có thể có giải pháp thích hợp nếu tất cả mọi người đều cùng nhau đóng góp ý kiến và làm việc với nhau.